Hello, xin chào cô chú, chị và các bạn. Em là Đặng Khắc Luân đây. Và buổi sáng hôm nay thì em đang ở trên đường Trần Quang Trà, ở khu phố Mỹ Hưng, quận 7 nè. Và hôm nay trời rất mát nha. Có vẻ sắp mưa. Quá mát luôn. Cái khu này thì mát mẻ, cây cối rồi ngôi nhà góc chơi rồi. Ok, và cái chú chị và các bạn cùng theo em đi hết cái con đường Trần Văn Trà bên khu này xem như thế nào ha. Đi thẳng ra luôn là tới cầu Bản Điền á. Đang dừng lên đó. Camera trên cái cột đèn giao thông này. Sáng giờ ai cũng nôn đi làm nên là chạy xe cũng không phải là thiếu. Tiêu hai khu ngôi nhà màu vàng này đẹp quá nè. Rồi. Cầu có hoa giấy rồi. Dễ thương dữ. Hoa danh mục nè, nó lâu rồi mà thấy luôn. Thế là phú mình không hả? À, nãy đường đó đường A, đây đường B, đường trái chứ chưa? Đường kia là trường tiền của bè. Thơ mộng dữ vậy. Sáng đi tạo dục trong khu này hết sảy rồi. Thôi dù tím tím này nữa rất quyền có đầy. Đi thẳng hết cái đường này luôn. Định như thế nào?
chắc trụ quốc tế quá. Nay có vụ gì mà cha mẹ người Việt Nam gửi con Việt Nam gửi con vô trường quốc tế học, nó không biết tiếng Việt. Bây giờ đèn đỏ thì trời đèn đỏ hơi kỳ. Đường thì đi ô tô không luôn rồi, nghe có vậy. Cao quá. Đây nhìn khu những căn chung cư á, này là chung cư mà. Chung cư nha, không phải là những cái cửa hàng đồ ăn nhanh uống. Còn từ lầu 1 sẽ lên làm chung cư. Xe đèn đỏ nhiều quá trời kìa, ba cái liên tiếp. Bằng đoàn